Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều hôm nay 5 tháng 9, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh. Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng và 9 lần giảm, một lần giữ nguyên. Hiện giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đang ở quanh mức từ 23.000 đến 24.000 đồng một lít, tương đương với mức giá vào đầu năm. Đúng 15 giờ chiều 5 tháng 9, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thay đổi bảng niêm yết giá và bán theo giá mới cho khách hàng. Theo đó, xăng RON 95-3 giảm 430 đồng, từ mức 24.660 đồng một lít xuống còn 24.230 đồng một lít. Xăng sinh học E5 RON 92 giảm 370 đồng, từ mức 23.720 đồng một lít xuống còn 23.350 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng thêm 1.430 đồng một lít, giá sau điều chỉnh là 25.180 đồng một lít. Dầu hỏa tăng lên mức 25.440 đồng một lít. Như vậy, giá dầu diesel tăng vượt giá xăng. Đây là điều chưa từng có trên thị trường xăng dầu Việt Nam, bởi từ trước đến nay, giá dầu diesel thường thấp hơn giá xăng. Trước thông tin, thời gian gần đây, nguồn dầu diesel không đáp ứng đủ nhu cầu cho ngư dân ra khơi, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Long Điền khẳng định cửa hàng mình không xảy ra tình trạng trên. Báo chí phản ánh nhiều các cây xăng của tư nhân và các đầu mối khác đóng cửa, không có nguồn cung. Nhưng riêng về công ty xăng dầu và rượu tổng tôi và tập đoàn xăng dầu Việt Nam của tôi là đủ số lượng hàng để phục vụ bà con khách hàng. Dầu để cung ứng cho ghe tàu hiện tại ở đây thì cũng em cũng rất nhiều là mối khách đổ tại cửa hàng phục vụ ghe tàu vẫn đảm bảo nguồn cung ạ. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong chiều ngày 5 tháng 9 tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 19 ở xã An Ngãi và số 33 ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền cho thấy cả hai đều đáp ứng nhu cầu đổ xăng dầu của hàng chục phương tiện vận tải với số lượng lớn.